Xin chào quý vị. Tôi xin kể cho cô bác nghe cái hoàn cảnh thì nam với nữ mà nó thương yêu nhau, mà nó thương thì dữ dằn lắm, nhưng mà lúc thương thì thầm lén thôi. Mà đi sau này đó, thời gian cũng có thời gian cũng hơi lâu lắm, gia đình không, hai bên không bên nào chịu hết, cho nên hai đứa nó hy sinh. Bây giờ về bên chồng thì chồng cũng không chịu, mà bên đàn gái cũng không chịu, cho nên là bởi vì cho hai đứa nó quá thương là cái duyên nợ mình cắt nó không có được, là cả như nó là nếu cắt nó không được thì nó thề danh dự với nhau là chết hay là sống cũng cùng chung với nhau, chứ không có chia, không chia cách nhau. Thì bây giờ là coi như gia đình cũng thách đố, có đó thầy mày có đi đâu thì mày đi, chứ còn cái chứa là ta không chứa. Thì cho nên vì chỗ đó hai đứa nó quá thương nhau, nếu mày dẫn ra ngoài đồng, hai đứa hẹn với nhau ra ngoài đồng, rồi hồi đó là thuốc sâu mình nữa nha, chứ không phải như thuốc như bây giờ đâu, là uống thuốc sâu, hai đứa cùng uống, rót ra một chén như vậy đó, đứa phân nửa chén luôn, rồi uống hai đứa tự sát tại chỗ đó luôn, rồi chôn ở chỗ đó luôn. Cái sao nó linh thính quá đó, cái nó hiện hình. Hai nhậu đi, tôi không nhậu đâu. Bệnh mà nhậu vậy, mới phút nay mới nó đập này, mới đập. Thì nó hiện hình rồi đó. Là có những thời gian tôi có đi ngang đó, tôi đã gặp, mà trong lúc tôi gặp là có mùa nước, cho nên xung quanh đó thấy hai đứa nó ngồi, tôi mới nghi, hỏi chứ nghi mà nếu ở trong giường này mà không có nhà ở đây, mà tại sao mà lại có hai đứa này nó ngồi đây? Nó mới hỏi tôi, có gian. Nó mới hỏi tôi nó có gian, rồi nó có gian á. Tôi biết như gì là coi như là không phải là người thiệt. Tôi mới nói nó trả lời. Cho nó có gian gì bây giờ tao đi cấm câu mà có gian thì sao tao đưa ra ngoài được. Thì nó nói á, bây giờ cho nó có gian ra ngoài lộ đi. Không cho, mà hai đứa vẫn ngồi cặp với nhau. Mà chỗ đó là hai bên là cái mã đá nha, hai bên mã đá mà cái khoảng trống đó, nó khoảng chừng đó là một thước ngoài vậy đó. Mà hai đứa nó ngồi trên đó mà xung quanh thì nước không à, không có xuồng, không ghe chứ. Cho nên là tôi mới nói nó, tôi nói bây giờ ta mắc cấm câu rồi, ta không có cho có gian được đâu. Thôi bây giờ hai đứa đó là ngồi đó đây, là tôi đi khỏi chỗ hai đứa nó ngồi đó độ khoảng chừng 200 thước, là tôi quay đầu trở lại là hai đứa mất, là hai đứa nó không còn. Rồi nó mất rồi là tôi mới nói, tôi biết nó là nó hiện hình thôi, tôi mới đi lên cho khúc trên, lên khúc trên đổi khoảng chừng 200-300 thước rồi nha, là tôi gặp nó ở trên đó nữa, gặp trên đó nó hỏi nữa. Rồi tôi nói tao mới gặp hai đứa bay ở dưới này mà tại sao giờ còn giờ hai đứa bay lên trên này nữa rồi. Nói nó theo ông đó, nói tôi đi theo ông thì gì mà, nói tôi đi theo ông, tôi theo làm gì mà tôi thì nó ngay, tôi không có sợ ma, chứ nếu mà gặp ai sợ ma là bơi xuồng về rồi là trốn thấy bộ nội rồi. Thành ra vì cái chỗ đó tôi mới là quay đầu trở lại xuống độ khoảng chừng cách chỗ nó ngồi đó chừng 400-500 thước, gặp hai đứa nữa, cũng gặp nữa, gặp hai đứa nó mà nó đi, nó ở trên gò, mà bởi vì xung quanh thì nước ngập ở trên rồi, nó ở trên gò, nó đứng ở trên gò, gặp nó bởi vì hồi đó mình có cái đèn pha đó, mình gọi thấy, nhưng mà thấy nó ngồi đó, thì tôi nói như vậy là nó muốn thành quỷ hay gì rồi cho nên chỗ đó là tôi mới, như vậy là tôi bơi xuồng luôn, tôi đi tuốt
ở dưới khoảng chừng cũng 500-600 thước nữa mới gặp người quen, gặp người quen cũng đi dân câu chung đó. Tôi mới nói, mới nói với cái người đó, cái người đó mới nói: "Trời ơi, ông tôi đi á, đường đó tôi gặp nó hoài à, mà nó hỏi tôi nó có gian mà tôi không có cho." Nên ra cái thì hai anh em ngồi dấn thuốc đồ hút, rồi ra dai nói chuyện tâm sự, mình kể cái sự tích của nó như vậy vậy, nó gặp ở trên, nó ngồi đó mà trên đó là không có nhà, đúng đó là không có cái nhà nào hết, chỉ có cái chùa mà nó khỏi cái chùa đó độ khoảng chừng 400-500 thước lận. Rồi chỗ đó thì cũng có một số mã, mà chỗ đó là kêu bằng nó là hiện hình được cái bằng liền liền đó. Mà nó á, bây giờ tôi nói nó bây giờ đó, nếu bây giờ nếu mày thiệt là mày người ta thì tao cho mày có gian, còn nếu mà mày hiện hình mày, mày thành ma là tao không có cho. Nó nói tôi thành ma rồi, bây giờ tôi hiện hình là tôi nhát ông á, mới nhát rồi tôi sợ đó. Vậy là ông nói chuyện với con ma không chứ? Nói chuyện nó luôn. Dạ. Mà nó trả lời với mình cũng như bình thường à, nó trả lời mình bình thường. Nói chuyện giống con người sống luôn. Ừ. Rồi thằng kia mới nói á, nó mới kể, hai cái thằng kia nó mới kể, nói hai đứa tôi á quá thương nhau, mà gia đình không bên nào nhận hết, cho nên hai đứa tôi á là mới đi ra ngoài đồng này nè, mới uống thuốc, rồi hai đứa tôi cặp câu cổ nhau, mà đứa này uống rồi là đưa cho đứa kia uống, là hai đứa uống rồi là ngã ngang nằm đó. Thì khi sẽ sáng đó là trong gia đình đó, mấy người đi dân câu người ta mới phát hiện, mới gặp thôi, rồi gặp rồi mới là mới la lên rồi mới báo lên là ra ngoài ở xóm ngoài đó, ra mới báo, rồi mới báo cho nó là rồi đó ta mới biết. Bây giờ mình bây giờ bên mình một người thì mất một đứa con, rồi ở gần đó mà đều hai đứa này nó ở gần với nhau chứ không phải xa, cho nên cũng như ở sớm vậy đó. Thì nó mới là tìm kiếm, thì bây giờ hỏi cái người chỉ này nè ở đâu, rồi cái người chỉ này nói là tôi gặp đây nè, cái chân chỗ cái trầm áo đó mà nó là nó hiện hình luôn rồi. Mà ổng với gia đình á, gia đình đi kiếm thì đi kiếm xác, kiếm xác là chôn tại đó luôn chứ không có đem đi đâu trơn, vì cái chỗ đó cũng như là cái vị trì rồi, nhưng mà cái mã nó ít thôi, rồi độ khoảng chừng 20-30 cái à, thì nó hiện hình tại chỗ đó luôn. Rồi cái câu chuyện đó nó xảy ra hồi năm nào chú Ba còn nhớ rõ không chú Ba? Nó năm năm 77 mấy rồi. Dạ, cũng mấy chục năm hả chú Ba? Mấy chục năm rồi, cả trăm năm à. Khi gặp đó, lúc gặp đó là độ là cỡ năm 70. Dạ. À, năm 70 đó. Rồi như vậy là bởi vì là cái đồng đó là tôi sống cái đồng đó là từ trước năm 70 nữa. Rồi trước năm 70, rồi mới năm 70 mình mới lên đó, mình đi cắm câu dân câu rồi đùng đó. Rồi lên chỗ đó là mấy ông nói á, mày dám lên đó không? Tôi mới nói dám. Bởi vì sao mà ông nói tôi không dám? Thì cũng đồng nghiệp với nhau mà dân câu cắm câu đồ với nhau đó. Mấy ông nói nếu mày vô mày lên đó đó là thấy mày cũng gặp ma. Tôi nói gặp mày gặp chứ đâu có thua gì. Từ ra cái nó vô nó câu cổ tôi, nó nhận nước tôi mới sợ nó thôi, chứ còn nếu mà ví dụ mà nó ngồi nó khơi là bao giờ tôi sợ. Nó hiện lên nó đẹp gái đúng không chú Ba? Con gái này nó còn nhỏ tuổi. Dạ. Yeah. Cái mới cũng cỡ 15-16 tuổi à. Rồi cái thằng chồng của nó đó, nó kể lại bây giờ đó, ông làm ơn ông cho tôi có gian ra ngoài ngoại, tôi ra ngoài ngoại tôi báo bên dòng họ, bên vợ tôi với lại bên tôi, là tôi đi kêu là mấy gia đình luôn, là bây dòng giờ hồn nó kêu hết chú ạ, cái dòng hồn mà đâu lúc mà nó hiện á, nó hiện rồi nó nói với mình vậy á. Dạ. Thế nó bây giờ cũng như nó đi trả thù đó. Thì tôi nói đâu có cho nó có gian đâu mà nó đi, nhưng có thể nó dám hiện hình nó đi nữa, có thể dám hiện hình đi chứ không phải không có không dám. Yeah. Mà trong lúc đó là mình không biết, nghe gỡ ngốc à, mình lúc đó mình không biết nó hiện hình hay không, là nó đi ngoài thì mình không biết, nhưng mà nó trả lời nó nói là tôi ra ngoài tôi báo gia đình của tôi, gia đình bên vợ tôi luôn,
Thì nó nói vậy thế là lúc đó tôi dẫn ốc vào đấy nha. Nó đợi đi rồi lúc đó tôi, mà tôi ngồi xuống cách nó khoảng độ chừng 50 thước à. Chừng 50 thước rồi thì cũng như ngồi bên kia, mình ở bên này, mình đậu xuống đó ngồi dẫn thuốc, ngồi đó đổ thuốc này, hút thuốc dẫn, ngồi hút thuốc nói chuyện với nó. Mà tôi nói chuyện với nó thời gian theo độ là cỡ khoảng 10 phút, 15 phút rồi là nó biến mất rồi. Nói chuyện nó một hồi là nó biến mất rồi. Thì tôi dòm lại vậy là hai cái mã hai bên này đó với cái phẳng chỗ nó ngồi đó là không có nó. Là tôi biết nó là cũng đã ma rồi. Dạ. Nhưng nghe mà chú ba kể lại con còn gần ốc á. Rồi cái tôi biết nó là ma. Nhưng mà tôi không có sợ. Nếu mà tôi sợ đó nha, là không bao giờ đi đồng đi làm gì được hết. Bị như cái vùng đó là ma dữ lắm. Chú ba mà đi chơi về cái con ma trên cái cây sồi mà nó xuống nó chặn đường chú ba rồi chú ba quánh nó đó, chú ba còn nhớ không chú ba? Đó là cũng khuya rồi, đi chơi mà đó còn trai mà, đi chơi cũng độ khoảng cỡ 12 giờ. Cỡ 12 giờ là 12 giờ đó, mình đi ngang, mà thường chỉ vì cũng như một cây sài đó nó nằm cặp bên. Cây bự lắm nha, cây sài đó bự lắm. Kiểu cây sài mà đó trồng cỡ chừng 5-10 năm mới có trái chứ đâu phải như bây giờ. Vì mình thì chỉ cái hồi đó cái đường đi á, nó cũng như cái đường mòn mình thôi, chứ không có bự như bây giờ đâu. Thì tôi đi tôi cũng lo dòm xuống, tôi lo dòm xuống không à, mình đâu có để ý. Ở trên nhánh sài chảnh á, và nó thòng cái đầu xuống, nó thòng cái đầu xuống mà cái giò của nó là nó đeo trên cái nhánh sài á. Rồi bây giờ trong tay mình thì tay không biết làm sao bây giờ. Tôi mới là đi lội vòng 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 cho nó kiếm cái nhánh cây, được cái nhánh cây mà cái xà là nhánh xài mà nó mục mà nó gãy nhánh nó rớt xuống đó. Tôi quất cho nó vài cây, 2-3 cây vậy đó, quất 2-3 cây thì nó biến mất rồi. Đó con đó nó biến mất rồi, mà đó là đừng bà nha, đừng bà rồi nó biến mất rồi. Thì biến mất rồi tôi mới là chữ cho nó từ đây sắp lên á. Nếu mà mày còn nhát tao nữa đó, mời bốc vào đâm cây sao cây bự sao tao cũng mày. Rồi là tôi đi về rồi, đi về mà về chưa tới nhà đâu. Tôi mới vô nhà vô mụn ngang, vô mụn số 5. Nó đứng trên đầu nằm tôi á, nó quèo. Thì tôi bật mà vậy, nó đổi nón lá nha. Mà đứng trên đầu nằm bị hồi đó cái nhà tôi nhà sàn mà nằm thì quay đầu ra nè, mà hồi đó ngủ là ngủ trần chứ không có bây giờ, không phải như bây giờ mà ngủ mà mộng đâu. Thì lúc mà tôi quấn nó rồi đó, nó theo tôi nó trả thù đó. Thì là tôi bật người vậy là tôi thấy nó đứng ngay chân đầu nằm, nó quẹo quẹo trên đầu nè. Rồi bật người vậy rồi tôi biết nó rồi. Tôi nói bây giờ mày theo tao tới đây làm gì? Thì lúc đó tôi có súng nha, tôi có súng. Tôi nói bây giờ mày ở đó đây, tao lấy súng và đón mày. Là tôi bước vô trong buồng á, tôi lấy cái súng mà đó tôi xài cái súng ga đăng. Thì ra tôi lên đạn là nó biến mất rồi. Rồi nó biến mất rồi đó, là không còn nó ở đó nữa. Nó ra ngoài hè tôi á, ngoài hè tôi hồi đó là nó có cái hàng tre. Mà cái hàng tre đó cách cái nhà mình chưa được 10 thước bích thù à, xung quanh là tre không à. Nó ra ngoài nó rơi nó ngoài thì ghê ha. Nó ra ngoài bụi tre nó rơi nó trong. Rồi tôi mới nói trong bụng, tôi nói đụng ai đâu bị thương mới lết vô đó. Cái tiếng rơi nó ra làm sao chú ba có thể lặp lại không chú ba? Nó rên cũng như người mình mà bị thương vậy đó. Đâu chú ba rên thử cho mọi người nghe luôn chú ba. Nó rên như thế này. Chết tôi rồi. Tôi lúc đó tôi xài đèn pin, mà đèn pin hai pin này nè. Tôi lấy cái đèn với tôi mang súng ra mà lúc mà tôi ở trong nhà tôi bước xuống á là nó vẫn còn lên cái nhân bụi tre đó. Nó lên chết tôi rồi, cứu tôi. Cái mình nói trong bụng mình, bây giờ này ai bị thương hay gì mà lết chỗ đó mà la làng nha. Tôi mới là xách cái đèn pin với cái súng mang súng đi, rồi đi mà không phải đi tắt,
phải đi vòng, đi vòng cái hàng tre. Mà tôi lại cái chân cái bụi tre đó tôi gọi thì không có ai. Rồi tôi về, tôi có ông cậu ở kế bên đó. Cái ông ấy, mày dắt này mày làm gì mà mày sức mà mày gọi đèn vậy? Nó đòi nó mới lên xe tôi nào ơi. Cái ông ơi con mà ranh đó mày. Mà gì chứ quên? Mà ranh. Mà ranh hả? Ờ. Thí dụ bây giờ mà ranh như thế này. Dạ. Bây giờ đất mình này, rồi đất của người ta bên này, thì nó có cái dòng ranh đó, là cái dòng mà ranh đó. Dạ. Đó. Rồi thành ra là ông mới nói là con mà ranh này đó, nó có lâu rồi. Ha. À, nó mới xuất hiện là nó nhát mày thôi. Nhưng mà tôi nói nhát tôi không có sợ. Yeah. Về ổng cũng nói rồi mới kể cho ông nghe. Bây giờ là nó mới đứng ở trước đầu tôi nè. À, nó quẹo tôi. Quẹo tôi kể cho ông nghe nha, rồi cũng như hai cậu cháu ngồi nói chuyện dắt đó, không có uống nước trà nữa. Rồi kể cho ông nghe. Rồi thì kể cho ông nghe nha, nó quẹo tôi rồi. Tôi vô tôi lấy súng là tôi lên lặng rồi là nó biết mất rồi, rồi nó biết mất rồi cái nó ra ngoài hè, nó lên lên tôi ra ngoài hè tôi đi kiếm, rồi ổng cũng đi kiếm luôn nữa, ổng là đâu mà dẫn tao lại cho nó coi, rồi nó lên cái chân bụi tre này nha, rồi tôi ổng đi, ổng cũng có đèn pin nữa, rồi đi thì không là đã im luôn à, nó không có nghe nó nữa đó. Ổng mới kể lại, ổng nói là ma ranh này bị gì đất của người ta với đất của mình là nó giáp nhau, là đó là nó chết ở đâu không biết mà nó về đó ở đó, nó cũng báo đủ thứ báo rồi, thí dụ nó cũng nhát nhiều người lắm rồi, mấy người yếu yếu đó có thể là nó giấu luôn nè đó, ban đêm mà đi chơi là nó vẫn đi đi không biết đường về, chừng nào mà nó thông thả nó thả mình đó là mình mới biết đường về. Yeah. Bởi vì là coi như hồ đó đó tôi nói ngay nhau, tôi gặp nhiều không có chứ chừng mấy chục con ma chứ không phải không gặp. Tôi gặp ma nhiều đó. Cái đợt nào mà chú Ba đi lính ở mà vùng ngoài đó, ở chỗ cái đèo Hải Văn, rồi chú Ba đang ngồi trên xe jeep đó, cái có ma nó hiện ra, mấy cô gái hiện ra đó chú Ba. Cái đợt chú Ba đi lính mà trước 75 đó chú Ba. Không, đó không có đi lính quậy. Hồi đó không có đi lính quậy. Rồi chỉ đi rồi đó tham gia bên cách mạng. Rồi cái ông mà bị ổng chết này đó, ổng cũng nhát nữa, mà kêu ổng bằng cậu. Mày ổng chết thời gian nó cũng mới có mấy tháng à. Đi chơi mà đi trước cửa nhà ổng, bị hồ đó đó, khi ổng chết đó là khiêng xác ổng lên, là ở dưới sông khiêng lên. Rồi mới là, thì hồ đó còn trai là đi từ 12 giờ, 1 giờ mới có gì à. Là đi ngang đó, mới gặp ổng dưới sông đi lên. Mộng đội nước lá, cái hỏi giáp này mày đi đâu vậy? Nói con đi chơi. Nói, mày đi chơi mày không cứu tao. Nó nói thôi cậu chết rồi mà đi gì? Cái ông nói tao về tao thăm mày. Ông đó là ông thầy tôi rồi đó. Dạ. Yeah. Ông thầy rồi đó, ông là bí thư xã mình nè. Sang năm này ông bí thư. Yeah. Rồi mới đứng nói chuyện với ông nha. Thì nói chuyện với ông trong vài tiếng vậy, nói thôi tôi đi chơi gì ông ơi, ông mà chết rồi mà đi chơi với ai? Cái ông mới nói thì tao chết rồi, tao hiện hình, tao thương mày, tao về thăm mày, là ông mất tiêu rồi. Đứng đứng đó đó, nhưng mà cách tôi với ông đứng đó ha, chưa được hai thước. Yeah. Là đứng, nói chuyện cũng ấu đả với nhau vậy đó, rồi một hồi mất không có luôn. Ông đó là thầy của chú Ba hay chú Ba? Thầy mà ông là người cách mạng. Yeah. Ông là đón bí thư xã, ông là bí thư. Yeah. Đó, lính ông Ba Mạo đó. Yeah. Là lúc mà tôi theo ổng á, biết cái súng nó có bao dài vậy, mà tôi mang đụng đất á, mang không tới. Rồi ổng mới nói thôi bây giờ á, bởi vì lúc ổng đem cái súng về đó là cho tôi mang đó, là cái súng nó còn bắt, nó có bá. Ông nói vậy mày mang mày đi thử ra tao coi coi. Là đi cái họng súng nó đụng dinh dáng á. Yeah. Đi trong nhà ông nói xong mời tao đem cái súng mà ba xếp về cho mày mang. Nhưng mà ổng hồi đó tôi là đi tham gia với ổng là mới có năm 68, là lúc còn nhỏ mới có 13-14 tuổi rồi. Yeah. Rồi ổng mới
ông ấy thôi vậy bây giờ mày mang súng không nổi đâu, để mời mốt có đem lựu đạn về cho mày mang. Trời ơi, lựu đạn rồi mấy ông đem về 4-5 chai tôi mang cho mình á. Dạ. Ông mang lúc mà ông mới đem về ông mang cho mình, ông chỉ à, đừng như sau này mày mang gì vậy? Là ông đó là bí thư đó, là đó lính Ba Mạo đó. Dạ. Rồi ông già tôi hồi đó đó là cũng lính của Ba Mạo nữa. Rồi mới chôn ông Thẹ mà nó chôn mà đất. Tôi mới là búa cái câu. Ví dụ khu đất đó nó cả một công vậy đó. Mà vòng vòng đó là không có lúa. Hồi đó thì lúa mùa không à. Tôi mới đi búa câu vòng 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 đó. Là chặn dạng rồi. Là tôi móc mồi. Rồi bây giờ móc mồi bằng mồi ốc đó nha. Rồi cái tôi mới đi làm cá nhái. Tôi mới kêu ông anh hai, tôi ông thứ hai đó. Nên ông cỡ chừng 7-8 giờ, 8-9 giờ ông đi thăm nha. Ông mới chở bà già nè, hai đứa em ngồi một xuồng. Rồi đi thăm mà thăm đi gom ngay chân chỗ cái mã ông đó. Ở dưới nó sôi ngay ụng lên. Xin chào bà con nha, ngày này tôi đi cái này cải trường ma thôi. À, trước khi mà tôi đi làm mà lúc đó tôi cũng còn nhỏ không có lớn, cũng mới có mười mấy tuổi rồi, thì để kể cho cô bác kia là cái này kể chuyện ma bây giờ chứ không có kể chuyện gì mà nó quá nắng. Nhưng mà khi đi mà từ căn đăng này mà đi đường cái châu mà đi ban đêm là ông già với một ông anh là chèo, thì tôi ngồi ngay giữa mà đi cái ghe đang đi cắt cỏ đó nha. Vậy mình nói chung là nói cái tỉnh An Giang mình thôi chứ không có nói riêng ngoài An Giang. Lúc đó chú Ba khoảng bao nhiêu tuổi rồi, chú Ba? Lúc đó là khoảng mới có đâu có 11-12 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà đã biết hết rồi. Biết hết trơn hả? À, ngồi ngay giữa. Dạ. Nhưng mà từ cái cành lăng mình mà đi vô tới là cái ghi tôn đó là cái đoạn đường nó nhiều xa lắm. Mà hồi đó đó là đi mình ngồi dưới xuồng mà đi ban đêm không à, mình đi tới ở mà sinh hụ ở dưới đó, đang mà cắt cỏ bò ăn ấy. Đi mỗi cái cầu này một khoảng cầu này từ mình ở đây mà đi vô tới hồi đó kinh đào nó chưa có, hồi đó chưa có kinh đào, cầu số 3 đó là chưa có kinh, bây giờ số 2, số 3, số 4 có cầu. Rồi vô tổng nữa là tới số 5, số 6, số 7 có cầu hết. Mà mỗi một cái cầu như là có một con ma. Cái cầu nó không có ma hết. Mỗi một cây cầu là một con ma. Ừ, có một cây cầu một con ma. Bây giờ nếu mà đi tới cái cầu mình chèo với xong đó ha, mình đi tới cầu đó lại có con ma. Mà không phải con ma mà nó dắt ở trên bờ đâu. Thông xuống ghe mình ở. Nó ngồi trước mặt tôi đó. Nó hiện hình luôn á chú Bình. Thì nó hiện hình, nó ngồi trước mặt. Nó ngồi trước mặt cái gì, coi như bây giờ ông anh thì ông chèo sau, ông già thì chèo trước. Ông làm sao mà trước mặt ông ngồi cục. Mới kêu ông già, nói bà. Cái ma nó ngồi trước mặt tôi cả. Nó cũng khôn lắm mày, chứ không phải là nhỏ mà không phải cờ đâu. Thì ông quay lại, thì ông buông chèo. Ông nói tao quýnh mày. Thì quýnh ma. Thì đâu quýnh nó được đâu, nó phóng lên bờ, đứng trên cái cầu là cái cầu số 2 mình nè, cầu số 2 này nè, đứng bờ, ông nói mày đuổi xuồng, đuổi ghe vô, rượt nó luôn, rượt rồi hai cho con nó mày lên đặt, lên nộp sao mày rượt nó, là lên rượt nó lại chạy xuống với giả cầu rồi mất, thôi vậy là mất tiêu nó rồi, nó mới xuống. Lúc đó là con ma gái là ma trai, ma trai á. Ừ. Ở vùng đó đó là ban ngày đó, giấc trưa 12 giờ đó chú cũng vẫn gặp nó nữa, gặp ma nữa. Nó hiện hình ban ngày luôn. Nó hiện ban ngày đi ba ngoài đó. Nhưng mà theo bây giờ nói ở đây không ai tin. Từ số 2 mình mà vô tới đó, là cầu 13 đó không có nhà. Mà ngay chân chỗ kinh đào đó là nó có được 5-7 cái nhà. Cái kinh đào bây giờ đó là kinh đào, kêu kinh đào chứ hồi đó chưa có kinh. Yeah. Hồi đó chưa đào là kêu là kêu quân đạo đó, từ đó vô trong là không có nhà cửa nào mà sao, dắt chưa là dòm thấy đi ngóng ngánh ở ngoài đó.
mỗi một cái cầu là mỗi một cái nháp, mỗi cái cầu là đi xuống dưới ghe nó đi, mà trong dưới ghe thì không có gì hết, nhưng mà cái đó là nó ăn cơm của mình thôi. Xuống ghe nó ăn cơm luôn hả chú anh? Thì cơm mình đem theo đó. Dạ. Mình đem theo mình ăn đó. Có bị thiêu không? Không. Thì nó xuống là mình phát hiện nó rồi, lượt nó rồi, có đâu tới ngồi đâu ăn. Thì xuống bị là tôi ngồi ngay giữa, mà hắn nó xuống nó ngồi trước mặt tôi là tôi gặp rồi, là tôi la lên thì ông già với lại ông anh là được rồi đó, được rồi, nó chạy rồi, được rồi, nó bay lên cầu, nó chung với già cầu là khỏi kín nó đi. Ở trong cái đoạn đường kênh đào đó có nghe nói là nó hiện hình lên trên bờ, nó đón xe đi nữa chú ạ? Có. Bây giờ ở đó đó, ở chỗ cái kênh đào đó, hồi trước giờ mà cái kênh đào nó chưa đào là nó có mười mấy hai chục cái mã, là bây giờ cái nhà đó bây giờ hiện giờ vẫn còn, mà tôi ở cái căn nhà đó, có cái căn nhà đó mà ở sau hè là có được cũng mười mấy cái mã, giống như cái nhị tỳ vậy ha. Giống như vậy tỳ vậy đó. Dạ. Nhưng mà ở đâu đem lại nó chôn chứ không phải người tại đó mà chôn. Dạ. Ở đó thì khoảng chừng chục mấy cái nhà, giống nhiều. Và tôi ở đó là khi sang cái này đó rồi nó mới thống bung tiêu mấy ông mới đập đạo cái kinh đó. Mà khi đạo kinh đó rồi đó là chừng vài bữa trở ra vài xác. Ghê ạ. Mấy ông này đó là mấy ông ở buôn này chứ, là mấy ông là cũng như đi đào đất mướn, đào kinh đó đó. Dạ. Đây là mướn. Thì bên cái thằng này không cho. Không có cho đào. Mấy ông đi về. Mấy ông này cũng là cũng cố đi đi. Dùng thế đi bằng mướn mà. Nếu không đào đi về làm gì ngày gì sống. Rồi mấy ông viết ở đâu trong chở gì à? Bỏ một đống đó. Một đống đó rồi đó đầu ha. Ban đêm á. Ơi, cũng xuất hiện ra mấy ông đi tùm lum nha. Có thể là ban đêm là dòm thấy là đi 4-5 ông nha. Đi tới lui. Đi giống như người ta thiệt luôn. Cũng như hiện hình như người ta mình thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà nhờ con cái là tôi đó tôi không sợ, tôi không sợ ma. Tôi mới chạy về tôi mới hỏi ông cậu Tư. Rồi ông đó ông Thư Tư là ông kêu ông cậu. Cái cậu Tư, cậu Tư kìa kìa. Bây giờ cái tóc nó đi chỗ đó là hình trơn nha, nhưng mà đó chưa bắt cầu. Chỗ đó nó chưa bắt cầu. Nó chỉ đầu kinh nó đầu bằng tay mà, có ngoài đầu lên. Mà cái đường lậu nó chưa phá. Hồi đó là nó chưa phá lậu. Cho nên còn đi qua lại được. Nói ổng á, ổng đi ra ổng đứng dòm. Ổng nói cãi đó mày, đi đâu đó đi cãi đó đi. Kể cái tấp đó, ổng mới chỉ cái tấp đó là cái tấp mà bị bắn ở trong mà nó dẫn ra, nó bỏ xác ở đó đó. Rồi đi hiện hình. Thôi bỏ ra đi. Đi nữa. Bắt đầu là trèo ra đi. Trèo ra đi dài vô trong cầu 13 tháng thì thôi rồi ổng thấy cái nhìn từ luôn á. Chỉ là hồi đó chú Ba ở ngay chỗ cái nhị tỳ luôn. Ở ngay nhị tỳ cái nhà trước, nhị tỳ ở sau hè. Vậy là chú Ba giống như là người giữ mộ vậy ha. Ừ. Nhưng mà hồi đó đi ở đợ người ta. Dạ. Ở đợ ở cái nhà đó. Đó. Thì nó có. Rồi biết sao rồi đó ha. Đi soi chẳng á. Đi soi rồi. Đi soi rồi cái rồi dắt cũng cả 4 giờ rồi chợ chưa nhóm. Chợ kinh đạo nha. Chưa nhóm. Thôi đậu xuống nó ngay chân chỗ đó có cái đống trà. Nó có cái đống trà rồi cái bắt đầu thôi đậu xuống nó cột dây vô cái mà cái sợi trà đó. Mới nằm xuống, nằm ngay mũi xuồng. Một chút xíu thấy con heo ha, còn hơn con trâu. Dạ, xuất hiện thành bự vậy đó hả? Ừ, nó cũng như tới đây nó muốn hơn lớn hơn con trâu nữa. Nhảy lên nó đè. La không được. Đè ngọt thở không chú ạ? Không ngọt thở, mình vẫn còn thở nhưng mà mình nói chuyện không được. Dạ. Nó đè cổ la làng mà la không có nghe tiếng. Một hồi thời gian cũng độ khoảng chừng 10 phút á nó mới xuất. Xuất ra thì mệt chứ lắm rồi. Bật bởi vậy thì chợ cũng chưa nhóm. Và chợ kinh đạo bây giờ đó, nó chưa nhóm. Rồi ngồi vậy có mình ơn mình đâu có ai đâu. Rồi hồi anh chữ. Bây giờ bữa nay đêm nay mày đè tao phải không? Đêm mời tao lại đây tao đi soi đũa. Rồi cho mày đè nữa. Mà không phải người ta đè mà con heo nái. Trời ơi con heo nái thôi được. Thấy hết tiếc luôn rồi. Nó đè là không có nhảy vô rồi nó nằm xuống luôn. Rồi mới khỏe rồi. Thôi ngồi vậy không thuốc. Lúc khỏe rồi ở đây cái gì. Chợ cũng chưa nhóm. Thôi bơi xuồng gì à? Mà từ cái nào đó bơi về đây nè. Bơi xuồng không phải chứ qua. Đi xuồng. Rồi đó giờ nhà còn trong hang tra chứ. Rồi đi về.
Rồi bơi xuồng về. Hồi đó bơi cái tuyến đường nó cũng thấm thấm chiều trôi ha. Ừ, nhưng mà hồi đó không có ghe máy, đi thoải mái lắm, không có máy móc nhiều, đó đâu có máy móc gì đâu. Nhưng mà khi mình nhìn thấy con heo nái, tức là con ma gái hiện hình quá chú anh. Con heo nái giống cái hay chứ không phải giống tịnh. Ừ. Mà thấy hiện tại luôn. Ví dụ mình nằm xuồng mà hỏi chứ người ta mình nếu muốn đi phải qua một khúc sông, bởi vì mình đậu ở ngoài giữa sông thì đóng chà ở trong, mà là sao mà trong đó mà nó bay ra. Mình thấy bình thường mà lúc đó bị đi soi là gần sáng rồi thì mình hơi buồn ngủ, mà vô đó nằm có siêu thiểu à, rồi gặp nó bay vô là nó ôm liền. Rồi nó ôm thì giờ làm gì giờ, bây giờ không dậy vô được, nó chụp vô một cái là nó gọn khô luôn à. Dạ. Mà cái xuồng mình không bao giờ nhúng nhích, cái xuồng không nhúng nhích đâu. Cái đợt nào mà chú ba mà gặp ma gái nó dắt vô bụi chuối vô ăn bánh đó chú ba, đó là cái vú ma vú á, ma vú á, cái con ma vú á. Dạ, nó giấu, nó đem nó giấu con ếch cho ăn bánh đó, nó cho ăn bánh. Dạ, ma vú đó là nó cho ăn bánh rồi. Cũng như ví dụ bây giờ mày lỡ nhà tao nè, mày lỡ nhà tao cho mày ăn bánh.